Trái ngược với suy nghĩ của nhiều người, hổ trắng không phải là một loài riêng biệt hay thậm chí là một phân loài như hổ Bengal hay hổ Siberia. Trên thực tế, màu sắc độc đáo của những con hổ trắng được sinh ra do đột biến gen, mặc dù cực kỳ hiếm. Màu trắng ở những con hổ trắng là một dạng giảm sắc tố một phần do di truyền, gây ra hiện tượng thiếu màu đỏ, cam và vàng trên toàn cơ thể. Mặc dù bản chất màu trắng ở chúng không nhất thiết phải là một tình trạng có hại, nhưng quá trình nhân giống của con người khiến cho chúng gặp phải một số đột biến hiếm gặp có hại cho chính bản thân chúng. Hổ trắng ban đầu được sinh ra bên ngoài tự nhiên và chúng cực kỳ hiếm. Mặc dù không có con nào được sinh ra trong tự nhiên trong hơn 65 năm qua. Hổ là loài săn mồi phục kích về đêm, dựa vào khả năng ngụy trang để ẩn nấp săn mồi. Những con hổ con dành hàng tháng để học cách rình rập và giết con mồi hiệu quả từ mẹ của chúng trước khi chúng tự đi ra ngoài. Trên thực tế, việc săn bắt bên ngoài tự nhiên rất khó khăn, khoảng 50% hổ con hoang dã không thể sống sót sau 2 năm đầu tiên. Không giống như những đồng loại màu cam của chúng, hổ trắng nổi bật so với môi trường rừng và môi trường sống của chúng. Điều này có nghĩa là chúng gặp bất lợi nghiêm trọng khi rình rập con mồi, những động vật có vú lớn như hươu và lợn rừng. Việc không có khả năng ngụy trang này cũng khiến hổ trắng dễ bị tấn công. Mặc dù chúng là những kẻ săn mồi hàng đầu, những con hổ non hoặc yếu ớt có thể trở thành mồi của cá sấu, rắn, báo hoa mai, những con hổ khác và thậm chí có thể là những con chó hoang săn theo bầy. Ngoài ra, hổ trắng cũng có nhiều khả năng mắc các vấn đề về thị lực hơn về mặt di truyền. Với quá trình chọn lọc tự nhiên chống lại chúng, có khả năng là hầu hết hổ trắng hoang dã đều chết đói. Mặc dù cực kỳ hiếm, nhưng hổ Bengal trắng đôi khi vẫn có thể thành công sinh tồn trong tự nhiên. Thật không may, sự hiếm có của chúng chỉ khiến chúng trở nên hấp dẫn hơn đối với những thợ săn. Trong tự nhiên, chỉ có khoảng 1 trên 10.000 con hổ có bộ lông trắng. Ngoài việc cực kỳ hiếm gặp, đột biến gen gây ra màu trắng là gen lặn, nghĩa là một con hổ phải thừa hưởng một bản sao từ cả bố và mẹ để được sinh ra có màu trắng. Nói một cách đơn giản, không có nhiều hổ trắng ngoài tự nhiên. Cách hiệu quả nhất để tạo ra nhiều hổ trắng hơn là lai tạo hai con hổ trắng với nhau. Hầu hết trong số khoảng 200 con hổ trắng đang bị nuôi nhốt ngày nay đều có nguồn gốc từ một con hổ Bengal được hoang dã tên là Mohan, bị bắt ở Ấn Độ vào năm 1951. Thay vì chờ đợi để gặp được những con hổ trắng tiếp theo, những người canh giữ Mohan đã liên tục lai tạo nó với con và cháu gái của nó để sinh ra những con hổ trắng tiếp theo. Mặc dù có bộ lông trắng có thể làm giảm khả năng sống sót của hổ trong tự nhiên, nhưng bản thân nó không nhất thiết gây ra các vấn đề về sức khỏe. Tuy nhiên, giao phối cận huyết thì có. Bởi vì các gen chịu trách nhiệm về màu trắng là gen lặn, nên cách nhanh nhất để tạo ra một con hổ trắng là giao phối cận huyết, tức là lai tạo hai con hổ có quan hệ họ hàng gần với nhau. Ngoài việc chọn lọc một tính trạng lặn như màu trắng, giao phối cận huyết cũng vô tình chọn lọc một loạt các tính trạng lặn khác, nhiều trong số đó có hại. Giao phối cận huyết lặp đi lặp lại càng làm tập trung thêm những đặc điểm bất lợi này, dẫn đến sự suy giảm chung về thể lực, sức khỏe và khả năng sinh sản được gọi là trầm cảm cận huyết. Cùng với bộ lông trắng mong muốn, nhiều vấn đề về sức khỏe, bao gồm dị tật trên khuôn mặt, bất thường về cột sống như vẹo cột sống, các cơ quan bị lỗi, hở hàm ếch, loạn sản xương hông, bàn chân khòeo, mắt lồi, chân ngắn, không thể nuốt và tiêu hóa thức ăn, rối loạn thần kinh, vô sinh, suy giảm khả năng miễn dịch và các vấn đề về tim cũng tăng cao. Việc nhân giống vô trách nhiệm tràn lan để tạo ra hổ trắng đã làm hỏng nguồn gen của loài hổ. Ngay cả khi chúng có vẻ ngoài khỏe mạnh, tất cả những con hổ trắng, cũng như nhiều con hổ màu cam tiêu chuẩn được sinh ra trong quá trình nhân giống hổ trắng, đều là sản phẩm của cận huyết. Nhiều con cũng là con lai của hai phân loài hổ được nuôi phổ biến nhất, hổ Bengal của Ấn Độ, Bangladesh, Nepal và hổ Siberia của Trung Quốc và Nga, khiến chúng trở nên vô dụng đối với các chương trình nhân giống nuôi nhốt và tái nhập vào một trong hai quần thể.